Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 12 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Lệ Quyên khoe nhẫn cưới tiền tỷ trong hậu trường đêm nhạc. Ca sĩ Lệ Quyên đeo vòng cổ và nhẫn kim cương đắt tiền trong hậu trường chuỗi quân kết người tình cuối tuần qua. Lệ Quyên gây chú ý với hai chiếc nhẫn và vòng cổ có giá trị lớn là một ca sĩ hạng A của showbiz Việt. Cô có kinh tế vững vàng và sở hữu biệt thự, xe sang lẫn trang sức tiền tỷ. Và ngoài âm nhạc thì Lệ Quyên còn đầu tư chỉnh chu cho ngoại hình lẫn thời trang cho đến diễn, và cô bút hai chuyên gia hàng đầu Quân Nguyễn và Pu Lê ra Hà Nội để trang điểm và làm tóc. Nhân sắc cuốn hút của Lệ Quyên ở tuổi 40, ngoài ra sự nghiệp thành công và thời gian này cô cũng thăng hoa tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu, do đó nữ ca sĩ cảm thấy như trẻ lại, tràn đầy năng lực và tích cực hơn. Và nữ ca sĩ biến hóa phong cách cổ điển, cô chuẩn bị 6 bộ váy lộng lẫy tôn lên đường cong cơ thể và các phong cách khác nhau. Lệ Quyên hạnh phúc khi hoàn thành một tiết mục thăng hoa trên sân khấu. Đây cũng là chương trình hoành tráng đầu tiên cô thực hiện trong năm 2021 này. Trong show, cô mời 5 người tình âm nhạc kết hợp biểu diễn gồm Tuấn Hưng, Băng Kiều, Quang Lê, Nguyễn Hưng và Lân Nhã. Quân kết lần này trùng với sinh nhật thứ 10 của bé Bo, con trai Lệ Quyên, do đó cô tổ chức tiệc mừng cho quý tử trước đó ít ngày để bù đắp tình cảm cho con cô. Và nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên mẹ ruột ở Hà Nội trước khi trở về Sài Gòn. Và đó là thông tin ngày 12 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like và một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chung để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày nha anh em. Tạm biệt.